Sáng 8 tháng 7, Nhật Bản và Philippines đã chính thức ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) tại Manila. Đây là thỏa thuận quốc phòng song phương nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tập trận chung trong nỗ lực hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Thỏa thuận này trở thành cột mốc quan trọng cho hợp tác an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực ấn độ dương thái bình dương. Sau khi thỏa thuận tiếp cận đối ứng có hiệu lực. Nhật Bản có thể tham gia với tư cách thành viên chính thức trong cuộc tập trận quân sự Balikatan quy mô lớn do Philippines và Mỹ tiến hành hàng năm gần quốc gia Đông Nam Á này mà lực lượng phòng vệ Nhật Bản trước đó đã tham gia với tư cách quan sát viên. Trước Philippines, Nhật Bản đã ký hiệp định tiếp cận tương hỗ với Anh và Australia. Cuối ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara tham gia cuộc đối thoại an ninh 2 cộng 2 với những người đồng cấp Philippines. Bốn quan chức cấp cao sẽ thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế.